Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện khi ấy trên ngọn núi nhầm ngã hành mặc kình thiên tuyệt phòng hòa tịnh vô ngân cùng với tất cả mọi người cung kính hành lễ phía xa xa đám người xem náo nhiệt đột nhiên biến sắc cũng không dám bất kính mà cung kính hành lễ bãi kiến hoàng phủ minh chủ giờ phút này ngay cả đường ám trưởng đáo thân là cổ tộc đối mặt với đại hán trùng niên có thân hình cao ngất kia cũng phải cung kính hành lễ minh chủ minh chủ chiến thiên liên minh sao lục thiểu du lúc này cũng kinh ngạc không nhỏ không ngờ người vừa mới xuất hiện lại có địa vị như vậy mình chủ chiến thiên liên minh trên thượng thành đại thiền thế giới này là người có thể chống lại cổ tộc mình chủ hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi ô hỏa tán thân mang theo thân hình đầm đìa máu tươi lao ra khỏi ngọn núi sụp đổ thân hình đơ lửng ở trước mặt đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia trong mắt hiện lên vẻ kiềng kỵ và sợ hãi thật sâu khuôn mặt bị bột cái tát khiến cho máu tươi đầm đìa. Thế nhưng ngay cả ý nghĩ vẫn nộ cũng không dám. Bởi vì ô hỏa tán nhân biết rõ người trước mắt này là ai. Người này là người cả đời này hắn không dám trêu vào. Mình chủ hiểu lầm rồi. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Mình chủ. Hồn anh của hỏa loan rơi vào trong tay của hoàng phủ Minh Long không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sợ biết được thiêu du có quan hệ với người trước mắt. Cả phượng hoàng nhất tộc nàng không dám động tới một cọng lồng gáy của lục tiêu du. Sợ rằng hai người ô hỏa tán nhân và hỏa loan đã hối hận đứt ruột đứt gan. ồ già, vượng hoàng nhất tộc, tình gia, tùng gia, đồ lình gia, thiệu gia, một đám hỗn trướng các người, dám nói hiểu lầm với ta à? Nếu không phải ta không đi ra, muốn hốt gọn các người bột mẻ, thì tại sao lại để cho đám người các người nhảy nhót cho tới bây giờ? Ta đã sớm đập chết đám người các người từ lâu. Hoàng Phủ Minh Long đạp không đứng lờ lửng, mắt nhìn hồn anh hỏa loàn và hộ, ô hỏa, tán thân ở phía dưới. Đôi mặt thầm thúy như là sao, vô cùng bình tĩnh, lại mang theo khí tức, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Tự dừng bá đạo vô cùng, bệ nghệ tiệt hạ, hắn lạnh lùng nói. Lục tiêu du chính là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long ta. Ngay cả hắn mà các người cũng dám động tới, cả cười có mặt ta ở trong mắt hay không chứ? Không ngờ lại dám đụng vào nghịch lân của ta, các người có chết cũng đáng. Sư đệ, Lục Thiếu Du là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long sao? Nghe vậy bất kể đã ổ hỏa tán nhân, hỏa đoan hay là đám người đường ám trưởng lão, nhầm ngạ hành, tình kiếm hoàng, quỷ cốc hoàng giả, mạc kinh thiên, nhầm tiểu diều hay thái A, lục linh, vô tướng, thậm chí là bản thân Lục Thiếu Du, toàn thân cả đám giống như bị điện giật, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Thế nhưng cả đám đều không nói được một đời nào. Không hay, mạng ta hôm nay xong rồi hai người ô hỏa tán nhân và hỏa đoàn kinh hãi trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ tuyệt vọng lục tiêu du không ngờ lại là sư đệ của mình chủ chiến thiền điền mình. hoàng phủ minh long bọn họ muốn giết lục tiêu du hoàng phủ minh long nhất định sẽ khiến cho bọn họ xong đời sư đệ của hoàng phủ minh long ta là đám tạp chủng các người cũng dám động làm sao có thể tha cho các người sống được âm thanh lạnh lùng từ trong miệng hoàng phủ minh long vang lên hai tay cùng lúc hủy động lên hồn anh của hỏa đoàn trong tay hắn bị bọp nát. Cùng lúc ấy, không gian quanh thân ổ hỏa tán nhân không biết vì sao đột nhiên vặn vẹo. chung quanh không gian vặn vẹo hiện đến quang màng trói mắt. Âm thanh trầm đục lập tức vang lên. Không gian run rẩy. Sau đó cả không gian hóa thành một cái động sầu đèn kịt. Quang màng năng lượng vô cùng vô tận vặn vẹo ở giữa không trung. Ổ hỏa tán nhân có tu vi tàm nguyên hóa hồng, đem theo ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi bị giết vô cùng hởi hợt, giống như là con sầu cái kiến. Cặn bã cũng không còn tí nào, thần hồn câu diệt ở trong không gian vạn vẹo, không có tiếng nổ quá lớn, không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài. Tất cả quá chấn động nhân tâm, đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia quá mức cường hãn, trong lúc vô hình có xu thế chống trời. Hơi hợt diệt sát hồn anh hỏa loan và ô hỏa tán nhân, bây giờ thậm chí là không có lấy một động tác dư thừa nào, tự dưng lại mang theo Ủy thế tràn ngập tiền địa, khiến cho cơ hội tất cả mọi người run rẩy chấn động tới mức ngây ra như phóng ai cũng thật không ngờ kết cục hiện tại lại ngoài ý muốn như vậy ô hỏa tán nhân hòa loan và những người khác hùng hổ tới đây kết quả ngay cả sợi tóc của lục thiêu du cũng không động tới được phượng viêm bị tàu hỏa nhập ma đánh nát bản thể hỏa loan hồn anh tự bạo đánh chết tất cả những người khác rồi sau đó không ngờ lại khiến cho mình chủ chiến thiền điền bình hoàng phủ minh long hiện thần hắn ta lại là sư huynh của Lục Tiêu Du. Đến thời điểm này, mọi người mới biết được, không ngờ, Lục Tiêu Du lại có địa vị như vậy. Từ khi tới nay, bây giờ cả mọi người đều tìm hiểu lai lịch của Lục Tiêu Du, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ rốt cuộc tất cả mọi người đã biết, hóa ra Lục Tiêu Du lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long. Khó tranh, lại có thiên phú và thực lực như vậy. Cả không trùng lập tức yên tĩnh, triệt đầy yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ, bản thân của lục tiêu du lúc này cũng rùng động minh chủ chiến tiền liên minh hoàng phủ minh long không ngờ lại là sư huynh của hắn sư huynh gì gì đó bản thân lục tiêu du cũng không rõ ràng lắm từ trước tới nay lục tiêu du cũng không biết hắn và minh chủ chiến tiền liên minh có tầng quan hệ như vậy nhưng mà lục tiêu du lập tức nghĩ tới lời lão ảnh nói lão ảnh đã từng nói qua lần này coi như hắn lật tung trời trong bật địa thiên giới cũng có người bảo hộ cho nên hiện tại Lục Tiêu Dù nghĩ tới, sợ rằng người này chính là minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh. Trừ hắn ra, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể đảm bảo cho hắn đi ngang bật địa thiên giới này. Chẳng lẽ... Thân hình Lục Tiêu Dù đột nhiên run lên, trong lòng như bị gõ một cái. Vị sư huynh này đừng nói là... là... Trên không trung, trường bào màu đam trên người của Hoàng Phủ Minh Long tung bay. Thân hình của hắn cao ngất, bệ nghệ tiền hạ, đáp xuống trước mặt Lục Tiêu Du, lại nói người có biết ta là ai không tuy rằng lục thiêu du cũng có suy đoán qua thế nhưng hắn cũng không dám xác định hắn nhìn về phía hoàng phủ bình long rồi kẽn lắc đầu nhìn thấy vật này người sẽ rõ hoàng phủ bình long đối với phản ứng của lục tiêu du dường như cũng không quá để ý mà lập tức móc một vật trong người ra đưa cho lục thiêu du nhất phẩm thủ tạ lệnh khi lục thiêu du nhìn thấy vật trong tay hoàng phủ bình long sắc mặt lập tức đại biến đây là nhất phẩm thủ tạ lệnh. Từ khí tức bên trên, lục tiêu du không khó nhận ra. Đây chính là vật lục trước hắn vừa mới đi ra ngoài, đã bị phạm xàm của thiên thủy môn lửa gạt. Vật này không biết tại sao lại rơi vào trong tay của Hoàng Phụ Minh Long. Hoàng Phụ Minh Long nhìn lục Thiêu du nói, nhất phẩm thủ tạ lệnh này là sư phụ lão nhân già lấy từ trên người tà khi trước. Cho nên, sau khi nhất phẩm thủ tạ lệnh này xuất hiện ta đã biết rõ để tới thượng thành thế giới. Chuyện về sau ta cũng biết, cũng âm thầm nhìn qua. Ta không có lộ diện vì đây cũng là ý của sư phụ. Phải để cho để tôi luyện, dưới sự bảo hộ của người khác, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Hiện tại, đệ đã lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, là chân lý niết bàn, không làm cho sư phụ lão nhân giả mất mặt. Ngừng một cái, Hoàng Phủ Minh Long nhìn lục tiêu du, khí tức tự dưng chuyển thành bá đạo. Hắn ta nói, cửu sư đệ ta tự giới thiệu cho đệ một chút, ta chính là lục sư huynh của đệ, gọi là Hoàng Phủ Minh Long. Bài kiến Hoàng Phủ Sư Huynh, ánh mắt của lục Tiêu du khẽ run lên, tất cả không có sai, nhiều năm như vậy, suốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một trong tám vị sư huynh sư tỷ của mình. Minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh, hắn lập tức cùng kính hành lễ. <laughs> miễn lễ, miễn lễ. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, tay áo khẽ phất, nâng lục tiêu du đứng dậy, tiếng cười vang vọng không trùng. Đệ tử Thái A bái kiến sư bá. Sau khi kinh hãi một lát, Thái A cũng cùng kính tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Minh Long rồi hành lễ. Đường đường là minh chủ chiến tiền liên minh, không ngờ lại là sự bá của hắn. Vậy thì sau này ở trong thượng thành thế giới, không nói trương tùng hoành, ít nhân hắn cũng có thể đi ngang. Nghĩ tới chuyện này khiến cho Thái A kinh hỉ không thôi. Tiểu gia hỏa, thiên phú của người cũng không tệ, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng sư bá, tự nhiên ta cũng không để cho người gọi không. Trên người ta vừa vặn có một kiện thông linh bảo khí, coi như không tệ, xem như là lễ gặp mặt. Nhưng ta không mang theo người, lúc nào tiện tới chỗ ta lấy đi. Hoàng Phủ Minh Long kẽ mỉm cười nói. Thông linh bảo khí. thái A nghe vậy lập tức mừng rỡ. Sư bá của hắn đường đường là minh chủ chiến tiền liên minh, tự nhiên sẽ không có nói dóc lửa hắn. Cho nên hắn vội vàng nói. Thái A đà tạ sư bá, thổng đỉnh bảo khí sao? Trên ngọn núi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua Thái A rồi ngây ngốc. Thông linh bảo khí đấy, đối với cường giả hóa hồng cảnh mà nói là trọng bảo, căn bản không có mấy hóa hồng cảnh lấy được thông linh bảo khí. Quỷ các hoàng giả cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, linh khí ao nghĩa trên người hắn không ít, thế nhưng thứ như thông linh bảo khí, ngay cả một kiện cũng không có, mà bây giờ Thái A lại có thể nhận được một kiện thông linh bảo khí. Lệ gặp mặt này không nhỏ phải không? Trong lòng Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Lệ gặp mặt chính là một kiện thông đình bảo khí. Không hồ là Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ của chiến thiền điện minh. Cầu sư đệ, đệ con nữ gì gọi là dù thược đúng không? Hoàng Phủ Minh Long lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Không sai. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức gật đầu với Hoàng Phủ Minh Long. Trong lòng có chút khẩn trương. Cửu sư đệ không cần khẩn trương. Hoàng Phủ Minh Long cười nói ta cũng chỉ tới nói cho đệ một tiếng. ngày hôm qua đại sư tỷ đã tới ở trong thiểu giành thế giới thu một người đệ tử gọi là du thượng. sau khi biết được là nữ nhi của đệ, cho nên cố ý bảo ta nói cho đệ một tiếng. du thượng đã được tỷ ấy mang đi, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt. nó ở chỗ tỷ ấy đệ có thể yên tâm. đại sư tỷ ư, đục tiêu dù sững sờ, lúc này mới được bao lâu chứ, lúc này du thượng vốn nền màng theo phi linh bồn và lục gia tăng thêm cường giả linh vũ giới chia ra mấy đường đi tiêu trừ các thế đực của diệt linh minh trong các trung thiền thế giới. Tại sao lại đột nhiên bái sư, lại còn là đại sử tỷ mà hắn chưa từng gặp mặt. Thậm chí hiện tại, lục thiêu Du mới biết được, người đệ tử đầu tiên của sư phụ lão nhân gia lại là nữ nhân. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Về sau tự nhiên, đệ sẽ có cơ hội gặp mặt đại sư tỷ. Chuyện của đệ, tỷ ấy cũng biết rồi. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười khổ. Từ trong lời nói của Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long này, hắn không khó biết rõ vị đại sư tỷ kia là tồn tại bậc nào. Dù thượng có thể bái làm môn hạ của vị đại sư tỷ kia cũng coi như là cơ duyên lớn. Chuyện này quả thật, cũng không cần phải lo lắng gì. Tất cả chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc mà thôi. Bỗng nhiên trên trời cao, truyền ra một tiếng than nhẹ, lập tức một đạo âm thanh giả đùa vang vọng. Đường ám trưởng đáo chuyện phượng hoàng nhất tộc ở nguyệt hoàng thế giới người lập tức đi điều tra nếu như chuyện phượng hoàng nhất tộc cấu kết với tiền là mình là thật nhận định phải nghiêm trị không tha đồ đình gia tùng gia cấu kết với phượng hoàng nhất tộc trục xuất ra khỏi tất cả bật địa trong tượng thành thế giới nếu như chuyện phượng hoàng nhất tộc cấu kết với tiền là mình là thật đến lúc đó tất cả sẽ bị nghiêm trị không tha quyết không thể nương tay vâng đường ám trưởng não kẻ cật mình trong đó lập tức cùng kính nói vương Hoàng nhất tộc này triệt để xong đời rồi. Nghe vậy đám người trên núi và vô số người về xem phía xa, lập tức nhìn nhau, âm thầm rung động. Lần này cả thượng thành thế giới náo nhiệt, tất cả các thế lực dưới cổ tộc lại một lần nữa bị thanh trừng. Âm thanh rất quen thuộc. Lục Thiết Du nghe âm thanh trên không trung, lập tức cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Dường như là âm thanh của lão già khi hắn đi vào trong thương khung chiến trường vậy. Cửu sư đệ, Ta có một chút chuyện muốn tâm sự với đệ, đệ đi theo ta." Hoàng phủ Minh Long nhìn chung quanh, lập tức nói với Lục Thiêu Du, nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức phá không rời đi. Lục Thiêu Du gật đầu, lập tức đuổi theo. Khi thấy thân ảnh hai người, Lục Thiêu Du và Hoàng phủ Minh Long biến mất trên không trung xa xa. Tất cả những người có mặt trên ngọn núi lần nữa nhìn nhau, rồi hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều kết quả vượt quá dự đoán trước đó của mọi người ai cũng không biết kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Ô hỏa tán thân cùng với đám người hỏa đoan hung hổ tới đối phó lục thiêu du. Kết quả, ngay cả một cọng tóc của lục thiêu du cũng không đụng tới được. Cuối cùng cả đám thần hồn cầu diệt. Ô hỏa tán nhân chết là chuyện rõ ràng. Trước mặt mình chủ hoàng phủ mình lòng của chiến thiên liên minh, hắn ta xoay người được mới là chuyện lạ. Thế nhưng, bản thể hỏa đoan cùng với mấy nhất nguyên hóa hồng và những người khác bị diệt mà còn không biết gì không ngờ lại bị phượng viêm tàu hỏa nhập ma tiêu diệt không có ai biết phượng viêm tại sao phải tự bạo hồn anh còn đẩy phượng hoàng nhất tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục chẳng lẽ đúng như lời phượng viêm nói khi hắn dùng hợp với thân hình hắc phượng hoàng đã bị tàu hỏa nhập ma sao hiện tại mọi người cũng chỉ có thể đoán phượng viêm tàu hỏa nhập ma dù sao dưới tình huống bình thường phượng viêm sẽ không ngớ ngẩn mà làm ra như vậy mà cơ hội tất cả chuyện này khiến cho trong lòng mọi người hiểu rõ một điều về sau trong phượng thành đại thiền thế giới. Ai lại đám động vào lục thiêu du tương đương với việc muốn chết? Không nói trước, thiên phú của lục thiêu du còn đó. Ai cũng không dám ngớ ngẩn đi đắc tội. Quan trọng nhất là có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ chiến thiền liên mình ở đó. Trong thượng thanh đại thiền thế giới này, không ai dám động tới hắn. Bên cạnh đó, Hoàng Phủ Minh Long vẫn chỉ là lục sư huynh của lục tiêu du mà thôi. Lục tiêu du là cửu sư đệ, đồng nghĩa với việc Lục Thiêu Du còn bảy sư huynh đệ khác, sợ rằng mỗi một người không kém Hoàng Phủ Minh Long là bao. Loại đội hình như vậy, cả cổ tộc trên thượng thành đại thiền thế giới cũng không dám trêu chọc vào. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người nhâm ngã hành, tịnh kiếm hoàng lập tức nói. Lúc này bọn hắn có ở lại hay không cũng không quan trọng. Ô hỏa tán thân và những kẻ khác đã chết, bọn họ cũng còn có việc của bọn họ. chúng cường giả rời đi, chỉ lưu lại đám người tịnh vô ngân nhầm tiểu diều, tuyệt phong hoa, cả đám lúc này vẫn còn đang ngây ngốc, còn chưa lấy lại được tinh thần. Trong bật địa thiên giới, trong một quần sơn, nơi đây có năng lượng thiền địa cực kỳ đồng đậm, lục tiêu du theo hoàng phủ Bình Long tiến vào trong một cung điện khổng lồ trong mật thất. Ở trong mật thất này, hoàng phủ Bình Long thậm chí bố trí một đạo cấm chế. Ánh mắt chính xác mà nhìn qua lục tiêu du nói, cửu sư đệ, trừ nơi đệ tới, bất kỳ nơi nào nói chuyện cũng không qua an toàn. Ở nơi này của ta cũng giống như vậy, ta đã sớm nhận được tin tức của lão ảnh, chuyện của đệ ta cũng biết, cho nên không cần nói ra miệng, đệ hiểu chưa? Lục Tiêu Du gật đầu, lập tức hiểu ý Hoàng phủ Minh Long nói nhất định là chuyện hỗn độn bổn nguyên của linh phụ thế giới, chuyện này liên quan quá lớn. Tuy rằng thực lực của Hoàng phủ Minh Long mạnh, Lục Tiêu Du cũng không có cách nào dò xét ra rõ ràng, thế nhưng không hề nghi ngờ, nếu như có người muốn dò xét, quả thực cũng có thể dò xét được rõ. Thần là người luyện hóa bổn nguyên hỗn độn, bản thân Lục Thiêu Du biết rõ chỗ khủng bố của việc luyện hóa hỗn độn bổn nguyên. Ví dụ như người, nếu như chủ nhân của Thượng Thành Đại tiền Thế Giới này muốn do xét Hoàng Phủ Minh Long mà nói. Ở trong Thượng Thành Thế Giới này, cho dù thực lực của Hoàng Phủ Minh Long có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào ngăn cản. Dùng tiên phú và biểu hiện của đệ trong khoảng thời gian này, sớm muộn cũng có một ngày vượt lão bát ta. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du nói muốn vượt qua các sư huynh sợ rằng còn quá sớm. Lục tiêu du khẽ cười, hắn biết bằng vật thực lực của mình hiện tại nếu như so sánh với lục sư huynh hoàng phủ minh long này mà nói còn kém xa. Hoàng phủ minh long nhìn lục Thiêu du nói tiếp, cựu sư đệ không cần khiêm tốn, để thế nào ta là người rõ nhất. Những năm gần đây tất cả hành động của đệ ta đều rõ, mạnh hơn tám người chúng ta là chuyện sớm muộn. Lục tiêu du cười khổ, lập tức nói với hoàng phủ minh long lục sư Huỳnh không biết những sư Huỳnh sư tỷ khác ở nơi nào lục thiêu dù nhớ rõ tàn ảnh mà sư phụ lão nhân già lưu lại kỳ trước đã từng nói qua tam vị sư Huỳnh sư tỷ của hắn đã sớm là cường giả thành danh hiền hách trong ba ngàn đại thế giới tám vị sư huynh sư tỷ của hắn mỗi một người đều là tu luyện công pháp khác nhau thậm chí không nhất định là cường giả nhân tộc mà người tu luyện hỗn độn ẩm dương quyết chỉ có một mình hắn cũng chính là chân truyền của sư phụ bắt Hoàng Thánh Tôn đế phách Thiền Hoàng Phủ Minh Long nghe vậy, nhìn Lục Thiêu Du rồi lại nói, sư huynh bội của chúng ta có tổng cộng 9 người, bảy sư huynh sư tỷ khác của đệ, đến lúc tích hợp đệ sẽ biết rõ, đến lúc đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ, hiện tại còn không phải lúc nói cho đệ biết. Lại nói giống lão ảnh sao? Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nhún vai, vì Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này giống như lão ảnh, nói đều cùng đồng giọng như vậy. Hoàng Phủ Minh Long lập tức nói với Lục Tiêu Du. Chắc hẳn đệ cũng biết chín sư huynh sư bội chúng ta tù luyện công pháp không giống nhau, nhưng mà chỉ có người tù luyện hỗn độn âm dương quyết là đệ mới là chân truyền của sư phụ lão nhân gia. Điều này quyết định sau này đệ sớm muộn cũng vượt qua đám người chúng ta. Từ bây giờ mà đệ phải làm là mau chóng trở thành cường giả chính thức. Cường giả chính thức sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi. Xem ra trong mắt của Lục Sư Huỳnh, Hoàng Phủ Minh Long của hắn bằng vào tu vi thực lực của hắn hiện tại còn chưa là cái gì. Hoàng Phủ Minh Long gật gật đầu, lại nói, đúng như vậy, cường giả chính thức là cường giả đỉnh phong ở giữa tiền điện này. Đây là thứ mà đệ nhất định phải làm được. Ta thấy đây cũng đã mong muốn của sư phụ. Trong ba ngàn đại thiền thế giới này, không lâu nữa sẽ xảy ra đại sự. Đại sự này đủ làm ảnh hưởng đến cả đại cục của ba ngàn đại thiên thế giới. Ta hy vọng trước đó, để có thể trở thành cường giả chính thức Thời gian đã không còn nhiều để lại luôn sáng tạo ra kỳ tích. Tại hy vọng, tới lúc đó để cũng sáng tạo ra kỳ tích đặt chân tới một bước kia. Vừa dứt lời, ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long nhìn về phía Lục Thiêu Du vô cùng nghiêm túc. Đặt chân tới đỉnh phong, đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng là điều Lục Thiêu Du muốn làm. Chỉ có đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong mới có thể thủ hộ tất cả mọi thứ của mình. Nghe vậy, Lục Thiêu Du nhìn Hoàng Phủ Minh Long rồi gật đầu nói, đệ sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du, ngừng trọng nói tiếp, cầu sư đệ, đây là trách nhiệm của đệ, cũng chính là nghĩa vụ của đệ. Tất cả mọi thứ bây giờ đệ có được đều do sư phụ lãm nhân già sắp xếp. Tất cả của sư phụ lãm nhân gia đều để cho đệ. Tám người chúng ta không có một câu oán hận nào, bởi vì chúng ta cũng biết chúng ta cuối cùng khó có thể đạt tới độ cao như sư phụ lão nhân gia, mà đệ bây giờ lại có cơ hội cho nên đệ phải hoàn thành. Đệ có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ. Trong thiên địa này, có một chút chuyện có lẽ đệ còn không biết. Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày đệ sẽ biết cả. Sau khi đệ đi từ chỗ kia ra, đệ đã bước vào một vòng xoáy khổng lồ, không thể trốn chạy. Lục sư huynh, trong thiên địa này có vòng xoáy khổng lồ nào hay sao? Lục thiêu dù nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm chỉnh, xem ra không lâu sau, ba ngàn đại thế giới sẽ xảy ra đại sự đại sự này thậm chí còn lan tới tất cả các đại thế giới khác. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, đến lúc đó đệ sẽ biết rõ, đến thời điểm phù hợp tự nhiên đệ sẽ biết, thực lực mạnh bao nhiêu thì biết rõ bấy nhiều chuyện. Chuyện quan trọng nhất của đệ hiện tại là tu luyện, màu chóng trở thành cường giả chính thức. Hiện tại biết rõ quá nhiều chuyện đối với việc tu luyện của đệ sẽ có hại mà không có lợi, sẽ khiến cho đệ phải suy nghĩ nhiều. Lại là cái giọng này, Lục Thiêu Du bật đặc sĩ, xem ra nếu như hắn muốn biết rõ thì cũng chỉ có thể trở thành cường giả chính thức, thực lực mạnh bao nhiêu mới có thể biết rõ bấy nhiêu chuyện. Hoàng Phủ Minh Long cười nhạt, ông tay áo khẽ phất lên, lộ ra khí thế bệ nghệ tiền hạ. Hắn nhìn Lục Thiêu Du cười nói, nghe nói mấy ngày nay đệ muốn đồng thời đối phó với ba tiểu gia hòa cổ tộc. Đúng như vậy, Lục Thiêu Du gật đầu đáp, hai ngày sau trên chiến đài. Tốt lắm, có sự can đảm, Dạm đối phó với ba người một lúc, trên chiến đài chưa từng có ai làm như vậy. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, nói với Lục Thiêu Du. Nhưng mà ba tiểu gia hỏa kia đều có chút bổn sự. Hai ngày sau trên chiến đài để có mấy phần nắm chắc. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, nhìn Hoàng Phủ Minh Long, khoe miệng nở nụ cười nhạt nhạt, dường như cũng muốn biểu hiện một chút khí độ trước mặt Lục Sư Huynh, cho nên mở miệng lại nói. Mười phần có thắng chứ không có bại. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du. Nhìn thấy lục tiêu du khẳng định như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên quá nhiều. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, lại nói, mấy người này đều cùng thế hệ với đệ. Đến lúc đó, phải trả đạp đám người này cho tốt, cũng đã cho ta mặt mũi. Lục tiêu du rời khỏi nơi ở của Hoàng Phủ Minh Long, lúc này đã tới hoàng hôn. Trước khi rời đi, Hoàng Phủ Minh Long cũng thực hiện hứa hẹn với Thái A, ném cho lục tiêu du một kiện thồng đình bảo khí, linh hồn, hình dáng giống như một chiếc chuông để giao cho Thái A. Điều kiện cho Lục Thiếu Du phiền muộn nhất chính là vốn Lục Thiếu Du còn muốn kiếm một chút chỗ tốt từ trong tay vị sư huynh đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh này. Thế mà vị Lục sư huynh này cũng không có ý tứ cho hắn vật gì. Thần là sư đệ, Lục Thiếu Du cũng không tiện bở miệng, cho nên cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại đỉnh viện của mình, màn đêm đã buồn xuống, người các đại gia tộc cũng đã trở đi thế nhưng bảy người nhâm tiêu diêu tịnh vô ngân tuyệt phong hoa mà kinh thiên vẫn đang chờ đợi lục Thiêu du sau khi nhìn thấy lục Thiêu du trở về năm người nhâm tiêu diêu tịnh vô ngân tuyệt phong hoa Giang đảo lưu độc nhất đao thiền thiền thường ngân thì sáu người này vội vàng tỏ vẻ áy náy và bất đắc dĩ với lục Thiêu du chuyện kết minh với lục gia bọn họ cũng bị ép bởi trưởng bối trong tộc và sơn bồn bảo bọn họ nói như vậy dưới tình huống đó bọn họ cũng không có biện pháp huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu cho nên lần này bọn họ mới không thể không bán lục tiêu du một lần lục tiêu du tự nhiên cũng không quá để ý có thêm nhiều mình hữu Trùng quy so với có thêm địch nhân vẫn tốt hơn nhiều huống chi đối với gia tộc và thế lực sau lưng mọi người trong lòng lục tiêu du cũng có chút cảm kích cho nên kết minh cũng là chuyện tốt nhìn tới lục tiêu du không có để trong lòng đám người nhâm tiêu diêu tịnh vô ngân lúc này mới an tâm lại. Đối với địa vị của lục Thiêu du hiện tại, sư đệ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, mọi người cũng vô cùng rung động. Lục tiêu du nhún nhún vai, từ hôm nay hắn cũng mới được biết. Thiêu du huynh đệ, hai ngày sau huynh đệ cùng chiến một trận với đường dần lôi tiểu thiên bằng nhu. Trận chiến này huynh đệ chuẩn bị tới đâu rồi? Mà kinh thiên nói với lục Thiêu du. Lục tiêu du cười cười lại nói, có lẽ không cần nhiều thời gian, đối với việc chiến với ba người đường dần lôi tiểu thiên bằng dù một trận. Chuyện này đối với lục tiêu du mà nói cũng đã trùng hợp. Một mặt lục tiêu du cũng rất muốn biết thực lực của đám người trẻ tuổi đỉnh phong trong các cổ tộc của Thượng thành thế giới là như thế nào. Mặt khác, lục tiêu du cũng muốn thử xem lĩnh ngộ của mình tới đâu. Cơ hội tất cả người có phong hào chiến hoàng đều tiến vào trong mật địa thiên giới, lĩnh ngộ 1.500 năm. Mà bây giờ, cách 1.500 năm chỉ có 300 năm mà thôi. đối với người tất cả các đại cổ tộc trong vật địa lục tiêu du vẫn luôn cảm thấy hứng thú, mà điều kiện tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc là phải bài danh trong top 10 của thiền bảng, khi đó mới có tư cách. cho nên lúc này lục tiêu du mới chiến với ba người đường dần một trận. lúc ấy chung quanh đài chiến đấu cho bằng du đường dần lôi tiểu thiên ba người này tu luyện ba loại áo nghĩa khác nhau ba loại cổ tộc, cho nên lục tiêu du dứt khoát muốn chiến với ba người một trận. Hai ngày sau trên chiến đài, chúng ta sẽ giúp người cổ vũ. Nhầm tiểu diều nói với lục tiêu du. Tình vô ngân nhìn qua lục Thiêu du, ôm kiếm nói. Bây giờ, người đại biểu cho tất cả những người trẻ tuổi ngoài cổ tộc trong bật địa thiên giới. Đánh bại bà cổ tộc kia, chúng ta cũng coi như có mặt mũi. Đám người chúng ta ngoài cổ tộc ra cũng nên hãnh diện một lần. Để cho những gia hỏa cổ tộc kia sau này bớt ngạo khí đi, để cho bọn chúng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Năm người tuyệt phong hoa, giang đảo lưu, động nhất đao, thiền thường ngân, nhào nhào phụ họa. Bây giờ mọi người đối với trận chiến hai ngày sau vô cùng hứng thú. Ta thấy chúng ta không nên quấy rầy thiếu du huynh đệ thì hơn. Đi về hai ngày này để cho thiếu du huynh đệ chuẩn bị một chút. Hai ngày sau gặp lại ở chiến đài. Mà kinh tiên nói với tất cả mọi người. Đúng như vậy, một đối ba phải chuẩn bị cho tốt. Mọi người gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Trong đình viện lúc này cũng chỉ còn lại lục tiêu du, vô tướng, lục đình, thái A, thăng tên người của hộ hoàng đội mà thôi. Trong đại sảnh, lục tiêu du đem thông linh bảo khí của lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long giao cho thái A để cho hắn tự mình luyện hóa. Nhưng mà thái A lại muốn hai ngày sau đi xem sư phụ chiến đấu một trận với ba thanh niên đồng lứa cổ tộc. Đợt trận chiến xong mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thông linh bảo khí lục tiêu du cũng không có quản bây giờ vì tránh hai ngày sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho nên hắn cũng quyết định trong hai ngày này tiến vào trong thiên trụ giới tĩnh tu một lần trong thời gian hai ngày này người bình thường đến đây lục tiêu du nhắn đám người vô tướng ngăn chặn mà trước khi tiến vào trong thiên trụ giới lục tiêu du cũng đem một ngọc giản tin tức bảo vô tướng tìm người giao cho lục kinh vân ở ngoài bật địa thiên giới đồng quan trạch ở trong lục gia quân không thể không thành trưởng một lát sau trong thiền trụ giới lục thiêu du ngồi khoanh chân lúc này chuyện ngoài mật địa thiền giới cuối cùng so với trong kế hoạch của lục thiêu du khác nhau không ít nhưng mà kết quả cũng không đến nỗi một trời một vực mà bây giờ chuyện trong mật địa thiền giới cũng coi như đã xử lý sạch sẽ chuyện còn lại chỉ đợi đám người tiểu long lục kinh vân báo cáo kết quả lục thiêu du đoán đại cục đã định sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn chuyện diệt linh bình và ô gia coi như tới đoạn kết trong phượng hoàng nhất tộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ hoàng lạc nhan rời khỏi bản địa thiền giới phượng hoàng nhất tộc có lẽ còn có cường giả thế nhưng lúc này phượng hoàng nhất tộc đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục trong lòng lục thiêu du lúc này hy vọng tượng thành thế giới có thể triệt để giải quyết phượng hoàng nhất tộc bằng không khó có thể bảo đảm sau này không có một phút phiền phức nhỏ nào xảy ra trước đó hắn bị thiền là mình vầy công lần đầu tiên vận dụng lực lượng thế giới đối địch Ghi lại chuyện này cũng khiến cho lục tiêu du cảm thấy rúng động vận dụng lực lượng thế giới đục trưng bằng vào tu vi của hắn tăng thêm lực lượng thế giới cũng đủ để cho tam nguyên hóa hồng thần hồn cầu diệt nhưng một khi cường giả tiền là mình chạy ra cuối cùng người này bị đánh chết như thế nào lục tiêu du nghĩ lại chỉ có một chút ấn tượng dường như kim đo màu vàng sau khi hấp thu không ít thiền lôi trong lôi kiếp lần nữa xuất động nhưng mà lần này tất cả mọi chuyện Lục Thiêu Du cũng chỉ có chút trí nhớ mơ hồ, nghĩ lại cũng mờ mờ màng màng, không có cách nào xác định được. Gần đây kim đao màu vàng trong đầu cũng không có quá nhiều động tĩnh, nhưng mà cũng không phải yên lặng, vẫn tương liên với tiểu hồn anh giống như trước kia. Lần trước bị phục kích, thân hình bị nghiền nát, linh khí và thân hình nghiền nát, tại sao lại trở lại linh vũ thế giới? Chuyện này cũng khiến cho Lục Thiêu Du mê man. Mặc dù nói có hỗn độn bổn nguyên tương đương với việc bất tử, hắn lại có thể phục sinh một lần nữa. Nhưng mà thân hình bị nghiền nát, coi như hắn khôi phục cũng không có bất diệt thân thể và bất tử thần thể. Còn có bao nhiêu linh khí và nhẫn trữ vật do sư phụ bát hoàng thánh tôn đế phát tiền điều đại. Nếu như mất hết thì tổn thất vô cùng thảm trọng, đồng thời cũng vô cùng phiền phức đây. Chẳng có lẽ là do tên thổ phỉ trong linh hồn này. Lục Thiếu Du thì thảo nói, tất cả mọi chuyện, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quy kết vào kim đao màu vàng trong đầu mà thôi một lát sau lục Thiếu du thu hồi suy nghĩ trong đầu ba người đường dần lôi tiểu thiên băng nhu đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi của cổ tộc thực lực cũng không thể khinh thường được kết xuất thủ ấn tù luyện lục Thiếu du bắt đầu tĩnh tu hai ngày sau phải đại chiến trên chiến đài một trận hắn cũng phải luôn bảo trì trạng thái tốt nhất lục Thiếu du chưa bao giờ là người chủ quan hai ngày sau chiến đấu trên chiến đài trong lòng của Lục Thiêu Du cũng có chút trở mong. Thân là người luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, chiến một trận với người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc của đại thế giới bên ngoài. Lục Thiêu Du cũng muốn giết, rốt cuộc là mình so sánh với đám người trẻ tuổi đỉnh phong ở bên ngoài, thực được rốt cuộc hơn kém bao nhiêu. Ngẫm lại trong lòng cũng có chút trở mong. Mà sau khi Lục Thiêu Du tiến vào trong thiên trụ giới, trong mật địa thiên giới, lập tức có vô số tin tức truyền ra, giống như một quả bom nổ tung, nhất thời khiến cả mật địa thiên giới rồn rào, rung động không thôi. Lục tiêu du dẫn đầu nhâm ra, tịnh ra và các thế lực khác thành trừ thế lực của ô gia, vượng hoàng nhất tộc. Ô hỏa tông lão, hỏa đoan tông lão đều bị đánh chết. Lục tiêu du chính là sư đệ của minh chủ chiến thiên liên minh, hoàng phủ minh long. Bất luận một tin tức nào ở trong mật địa thiên giới này cũng đều là bom tấn. Tin tức này truyền ra khiến cho vô số người kinh hãi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào người của Lục Thiêu Du. Mà trận chiến hai ngày sau trên chiến đài, tin tức Lục Thiêu Du cùng với ba người băng nhu, đường dân, lôi tiểu thiên chiến một trận, truyền ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người chú ý và tò mò. Băng nhu, đường dân, lôi tiểu thiên lần lượt có vị trí thứ bảy, thứ sáu và thứ năm trên thiên bảng, là một trong những tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của cổ tộc. Lục Thiêu Du muốn một mình chống lại ba người trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc, lập tức tạo nên ý kiến trái chiều. Có người nói Lục Thiêu Du tự cao tự đại, có người nói Lục Thiêu Du có thể chiến thắng, cũng có người cảm thấy Lục Thiêu Du nhất định sẽ thua. Thế nhưng trong đó, cơ hồ khiến cho tất cả những người ngoài cổ tộc, trong lúc bất trì bất giác đều rung động hộ Lục Thiêu Du. Dù sao, nếu có người đánh bại đám người trẻ tuổi của cổ tộc, lại liên tiếp đánh bại ba người mà nói, đây là chuyện đủ để tự hào và trấn áp ngạo ký của bọn cổ tộc đối với mọi người luôn bị cổ tộc áp chế mà nói, cũng là một chuyện đáng giá để chờ mong. Lục Thiếu Du với bằng nhu, đường dần, lôi tiểu thiên, đứng ở vị trí thứ bảy, thứ sáu, thứ năm trong thiên bảng. Chuyện này cũng khiến cho tất cả người của cổ tộc chú ý. Nghe nói, ngay cả cường giả trong mật địa thiên giới cũng bị kinh động, cũng có chút chờ mong. Trong cả mật địa thiên giới, chưa từng có ai chiến một trận như vậy. Dưới sự chú ý của thế lực khắp nơi, tăng thêm mấy ngày này lục tiêu du tiến vào trong mật địa thiên giới đã tạo ra không ít việc chấn động bởi vậy sau khi tin tức này truyền ra đã khiến cho tất cả mọi người xôi trào cũng có không ít người Nhanh nhạy dùng trận chiến này để màng ra đặt cược có người đặt cược lục tiêu du thắng đầu tiên sẽ có người đặt cược lục tiêu du thắng thứ hai cũng có người đánh cược lục tiêu du thắng thứ ba đương nhiên cũng có người đặt cược lục tiêu du thua đồn rằng ở trong mật địa thiên giới này cũng có cường giả lén lút đánh cược bằng linh khí áo nghĩa và những bảo vật khác. Trên phố nghe đồn trong đám người tham dự cũng có cường giả cổ tộc dường như tiền đặt cược còn vô cùng lớn nữa. Tóm lại, Lục Thiên Du chiến đấu với ba người trẻ tuổi đỉnh phong xếp thứ bảy, thứ sáu, thứ năm trên thiên bảng của cổ tộc là băng nhu, đường dần, lôi tiểu thiên hiện tại chính là tiêu điểm của cả mật địa thiên giới. Sợ rằng tất cả mọi người trong mật địa trừ người đang bế quan hoặc là ở trong bí cảnh lĩnh ngộ ra thì toàn bộ đều bị bốn người hấp dẫn bởi vì trận chiến này thực sự không thể dùng lẽ thường để mà so sánh được trước khi trận chiến diễn ra cả đêm này cả mặt địa thiên giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong ban đêm trên vòm trời trăng sáng dần dần biểu hiện ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hỏa cuối cùng một vầng trăng sáng treo trên cao trên bầu trời ánh trăng như hòa giống như là một tấm lụa bao phủ cả mảnh đất sơn mạch ở giữa thiên địa tại một nơi có khí tượng âm hàn bao phủ sơn mạch dưới bóng đêm nhìn qua càng thêm âm hàn đáng hận lục tiêu du này không ngờ lại không chết chúng ta tổn thất hai kiện thông linh bảo khí tổn thất nhiều cường giả như vậy thậm chí thượng thành thế giới đánh chết nhiều người đồng lứa của mình linh chủng tộc chúng ta thế nhưng lục tiêu du này lại không chết trong sơn mạch đèn kịt mà âm trầm bỗng nhiên có tiếng quát trói tai và không cam lòng vang lên khi đêm đen dần dần trôi qua sắc trời bắt đầu sáng rõ trong bờ địa thiên giới khắp nơi đều có người bắt đầu tiến về chiến đại hôm nay chính là ngày lục thiêu du chiến một trận với ba người băng nhu đường dần lôi tiểu thiên vạn chúng cùng chờ mong trong thiên trụ giới lục thiêu du ngồi khoanh chân bỗng nhiên từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí Tình mang trong mắt cùng với khí tức tang thương cổ xưa tràn ra Thời gian trong thiên trụ giới đã qua hơn trăm ngày. Tĩnh tù như vậy cũng đủ để trạng thái của lục thiêu du đạt tới đỉnh phong. Thiếu chủ, sư phụ, lục Soái Khi lục tiêu du rời khỏi thiên trụ giới, hộ hoàng đội cùng lục linh, thái A đã chờ ngoài đỉnh viện. Thiêu du huynh đệ. Ngoài đỉnh viện còn có bảy người thanh niên có thân hình cao ngất. Đám người này chính là Mạc Kỳnh Thiên, Nhầm Tiểu Diêu cùng Tịnh Vũ Ngân. Sau lưng bảy người còn có hộ hoàng đội tổng cộng trên hai trăm người sư phụ chúng ta nên xuất phát rồi thái a à tiến lên bên người lục tiêu du ngày hôm nay đối với hắn mà nói cũng vô cùng chờ mong sư phụ cùng với ba người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc chiến một trận đây là chuyện khó có thể gặp đường dần lôi tiểu thiên băng nhu ba cổ tộc này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đánh bại mặc kính thiên cười hằng hắc thời gian cũng không kém lắm đi thôi lục tiêu du mỉm cười trong ánh mắt có chiến ý tuôn ra. Ba người đường dần, lôi tiểu thiên, bằng nhù, ba người đỉnh phong trong người trẻ tuổi của cổ tộc, không một ai là kẻ yếu. Từng đạo thân ảnh ở dưới ngọn núi vút lên không trùng rời đi, nhanh như lưu quang xẹt qua trời cao. Chiến đài của mật địa thiên giới là nơi tất cả người trong mật địa thiên giới đều biết. Người tu luyện trong mật địa thiên giới, tất cả đều từng đặt chân lên chiến đài qua, kể cả là người của chấp pháp đội và tuần tra đội Muốn đạt được thêm nhiều tài nguyên tu luyện ở trong mật Địa Thiên Giới, vậy cũng chỉ có cách khiêu chiến trên chiến đài. Thiên bảng trên chiến đài chính là nơi phát ra tài nguyên tu luyện trong mật Địa Thiên Giới, người bày danh càng cần những vị trí đầu trên thiên bảng, chỗ tốt nhận được cũng đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ. Hôm nay có người muốn liên tiếp khiêu chiến 3 người nằm trong top 10 thiên bảng, chuyện này đủ để khiến cho vạn chúng chú ý. Sáng sớm sắc trời vừa mới sáng, trên bầu trời xám trắng còn có những ngôi sao lưu luyến như chưa muốn rời đi. Nhưng bốn phía chiến đại đã tụ tập vô số người đồng nghịt. Có không ít người dường như tối hôm qua đã tới, sắc trời vừa mới sáng, chung quanh chiến đại dường như đột nhiên xuất hiện vô số người, nhân số ước chừng mấy vạn người. Trong đám người, tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ, bất kể là có thân phận như thế nào, bất luận là ai, đều là một trong những người trẻ tuổi bất phàm của thượng thanh đại thiện thế giới. Bên trong đám người cũng có không ít trùng điền và lão già Trên ngọn núi bốn phía chiến đài xa xa, lúc này cũng có vô số thân ảnh, không ít khí thức chấn động, rõ ràng cho thấy bên trên có không ít người xuất hiện xem cuộc chiến. Nhân số bốn phía chiến đài lúc này vẫn còn chậm rãi tăng lên, cả dòng người hối hả mang theo tiếng động ồn ào khuếch tán ra bốn phía. Trong đám người, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra một việc người bình thường có thấy xuất hiện lúc này lại xuất hiện không ít ở chung quanh cả chiến đài trở nên một hồ nước cực lớn bốn phía là núi non đây chính là một khối nham thạch cực lớn giống như con quay lơ lửng trên không trung bên trên ước chừng mấy vạn người bề mặt sáng bóng như ngọc phía dưới liên kết với hồ nước giống như một thạch nhũ nhỏ xuống bên trên giống như một khối lục địa cực lớn cả chiến đài mang theo phong cách cổ xưa không biết đã sừng sững đứng trên hồ nước bao nhiêu ngàn vạn năm. Sừng sững không chịu đổ, giống như không ai có thể trung chuyển được nó một chút nào. Người băng ra tới rồi, bên kia đường ra cũng tới rồi, còn có người lôi ra, bọn họ cũng tới rồi. Đám người chung quanh chiến đài ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trên không phía trước có ba nơi không gian chấn động, ba đội ngũ phá không mà tới. Ba đội ngũ này xuất hiện, ba cỗ khí tức hùng hồn hàng lâm trước ba đội ngũ là một nữ tử xinh đẹp và hai thanh niên. Ba người này nhìn chung quanh, ba người lập tức khép hờ hai mắt, lặng lặng mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Là đường dân, lôi tiểu thiên và băng nhu. Ba người này phân biệt bài danh thứ sáu, thứ năm và thứ bảy trên thiên bảng. Ba người nổi bật trẻ tuổi trong cổ tộc. Ba người này xuất hiện, lập tức đám người phía dưới nghị luận không ngừng. Ba người này cũng khiến cho ánh mắt vô số người trở nên nóng bỏng. Ba người này vô luận là bối cảnh hay là thiên phú đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong thượng thành thế giới. Bằng dù đường dần, lôi tiểu thiên, ba người đã sớm đột phá tới tuyên cổ cảnh cao sai, cũng đều là cổ tộc, thực lực cường hãn tới cực điểm. Lục thiêu du kia cũng rất khủng bố, trần lý niết bàn, linh cổ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, không dưới cổ tộc đâu. Chuyện này cũng khó nói, dù sao cổ tộc cũng có nội tình sau lưng. Người còn không biết sao, lục thiêu du này chính là sử đệ của mình chủ chiến thiền điền mình, chẳng lẽ không có nắm chắc, không biết lượng sức mình sao? Ta nghe nói hơn một ngàn năm trước đây, lục thiếu du này ở trong vật địa thiền giới, có thể chống cự đại cường giả hóa hồng cảnh luôn. Không thể nào, lục thiếu du này không mạnh mẽ như vậy đấy chứ. Lục thiếu du này nghe nói vẫn chưa đột phá hóa hồng cảnh cơ mà. Bằng dù, đường dần, lôi tiểu thiên, ba người này tuy rằng là tuyên cổ cảnh cao dai, thế nhưng thân đã tồn tại đỉnh phong trong đám người đồng lứa cổ tộc, Tao hoài nghi, thực lực bọn họ cũng có thể chống lại được hóa hồng cảnh đấy. Mọi người thấp giọng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ. Giữa không trung, ba người băng nhu đứng đầu đội ngũ của băng gia, đường gia, lôi gia, vẫn đang khép hở hai mắt dưỡng thần, thân hình lơ lửng trên không trung. Bỗng nhiên, hai con mắt khép hở của ba người băng nhu, lôi tiểu thiên, đường dần mở ra, tình mang trong mắt mang theo khí tức cổ xưa, từ từ thủ điểm, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Trên phía chân trời xa xa, có vô số tiếng xé gió vàng vọng. Đám người rậm rạp chẳng chịt bốn phía chiến đài, lập tức bạo động. Trên ngọn núi xa xa, bốn phía chiến đài, không ít khí tức chấn động. Giữa ánh mắt của mọi người, trên không trung có mấy trăm đạo thân ảnh, tựa như lưu quang lướt tới. Lưu quang thủ liễm, lập tức dừng lại trên không trung, đứng đơ lửng trước mặt đội ngũ của băng gia, đường gia và lôi gia. Đám người vừa mới xuất hiện chính là Mạc Kỳnh Tiên, Lục Linh, Thái A, Nhầm tiểu Diêu, tịnh vô ngân, vô tướng, vô mã tạm giới. Lục tiêu du dẫn đầu, nhìn chung quanh, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng. Phía trường chính là lục tiêu du kia. kia chính là lục tiêu du sao? Người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn sao? Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào người của lục tiêu du. Lục tiêu du nhìn ba đảo thân ảnh cao ngất trước đội ngũ của băng ra, lồi ra, đường ra. Ba người vừa vặn cũng gần đầu từng ánh mắt nhìn thẳng về phía lục tiêu du. Lập tức trong lúc ấy tám con mắt nhìn nhau, cả không gian chỉ một thoáng yên tĩnh. Bỗng nhiên trong tám con mắt có bốn cũ khí thế vô hình bắn ra, nhanh như tiềm điện, va chạm vào nhau. Cả phiến không trung này đột nhiên run lên, tám con mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt này đều xuất hiện chiến ý cuồn cuộn, từng cỗ khí tức hùng hồn ở trong cơ thể đan tràn. Khí tức thật mạnh, sau lưng bốn người, đội ngũ sau lưng đập tức liền tiếp lùi lại. Đập tức trên không trung này chỉ còn bốn người đơ lượng đạp không đứng lờ đừng y phục trên thân bốn người bay phấp phới không gian rùn rẩy từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi lan tràn ra bốn người này đã bắt đầu giao phong rồi sao khí tức thật mạnh không ngờ lại có thể áp chế được cả nguyên lực bốn phía chiến đài vô số ánh mắt rung động khí tức vô hình bực này lan tràn trên không trung khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ giống như bốn đỉnh trệ trên không trung bỗng nhiên hư ừ không phía trên bốn phía rạn nứt, khe nứt gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Bà cụ gợn sóng trong không gian lập tức va chạm với gợn sóng từ trước người lục thiêu du lan tràn ra. Bốn cụ khí tức mang theo gợn sóng va chạm, cả không trung run lên. Bốn cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan tràn, khiến cho vô số ánh mắt chung quanh chiến đài run run. Trên không trung, trường bà màu xanh trên người lục thiêu du bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình quét ngang, hai tay huy động Thân hình giống như đại bàng vỗ cánh, phá không đáp xuống chiến đài phía dưới. Đặt chân lên chiến đài, Lục Tiêu Du thu hai tay lại rồi chắp tay đứng, quanh thân có khí tức vô hình cuộn cuộn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ba người trên không trung, tình mạng bắn ra, khí thế bá đạo và trên ý ngập trời bắn ra, tiếng cười vừa dứt, khí tức lan tràn cả không trung hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tiêu Du nhìn ba người trên không trung thét lớn: "Ai tới trước, hoặc là ba người các người cùng tới đi." tiếng quát quanh quẩn, ánh mắt đám người bốn phía chiến đài nhảy lên. Lục thiếu du này không ngờ lại cuồng ngạo tới cực điểm, không đem ba người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đám người đồng lứa của cổ tộc vào trong mắt, để cho ba người cùng tiến lên. Đây chính là hành động không chút khách khí nào. Lục thiêu du, chớ có lớn đối. Tiếng quát khẽ vang lên. Trên không trung, một đạo thân ảnh mềm mại lập tức đáp xuống chiến đài. Người này mặc bộ váy dài màu xanh trắng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ chính là một nữ nhân tuyệt sắc trong đôi mắt trong sáng và tĩnh lặng kia lúc này cũng có chiến ý trào ra nàng nhìn lục thiếu du bờ môi son khẽ mở rồi nói bằng giả băng du thứ bảy trên thiên bảng ra tay đi lục thiếu du nhìn băng du vẫn đứng chắp tay khoe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại nói ta chưa bao giờ ra tay với nữ nhân trước băng du cô nương mời cô nương ra tay trước đi trong tu luyện giả chúng ta mà nói giữa nam nữ không có bất kỳ khác nhau, xem thường nữ nhân không phải là một chuyện tốt. Bằng dù nghe vậy, ánh mắt khẹn đảo, chiến ý với hạn ý trong đôi mắt giống như trăng sáng lan tràn ra. Lục thiêu Du cười nói, ta chưa từng xem thường nữ nhân, tôn trọng mà thôi, bất kể như thế nào, nam nhân cũng nên có một chút phòng độ. Cũng có chút ý tứ đấy. Băng Nhu nghe vậy, bộ váy dài màu xanh khẽ tung bay, ánh mắt nhìn về Lục thiêu Du, có chút chấn động, miệng kẽ mỉm cười, nhìn qua vô cùng cao quý nàng lập tức lên tiếng nói vì phong độ của ngươi vậy thì ta không khách khí nữa bất quá ta cũng muốn biết một khi ngươi bại không biết phong độ gì đó có còn hay không âm thanh dịu dàng vang lên trên thân hình xinh đẹp của băng nhu bây giờ bỗng nhiên có khí tức lạnh lẽo phủ thiền cai địa tràn ra cái chiến đài to lớn như vậy trên không trung bắt đầu xuất hiện băng xương không gian bỗng nhiên giống như đóng băng trở lại Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.